Shop hàng nhà đồ điện xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một cái con máy rửa bát TN3, phải nói là đẹp xuất sắc. Xuất sắc các bác nhé. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì quất luôn con này đi ạ. Con này em để số 9 này. Về hình thức chất lượng của nó thì thôi không miễn bàn. Chất lượng miễn bàn, hình thức miễn bàn. Đây vỏ đẹp. Mỹ mãn luôn, đẹp hơn cả những con TN7 em đang có. Vỏ trắng tinh đẹp nhá, vỏ nguyên bản này. Lưng thì thôi rồi luôn, đẹp chấm hết mỹ mãn. Lưng cực đẹp. Pace hơi nhỏ xíu các bác nha, còn lưng rất là phẳng này. Hiếm có con nào được đẹp như này. TR3 sản xuất con này đời 2011 ngang với TR5 đấy, đời cuối của TR3 số series các bạn này. Đẹp mỹ mãn luôn. Chung là con này không cần phải quảng cáo nhiều rồi. Đẹp, điều khiển. Rồi, các bác kỹ tính đến mấy thì gặp con này thì cũng chẳng ai chê cả. Đấy, máy đang phun hàng bằng rồi nhé. Trong nội thất thì khỏi phải nghĩ luôn. Sạch, đẹp. Con này rất là ít dùng luôn. Nhìn các con này biết là còn một con máy ít dùng. Tai cửa sáng như mới này. Răng chỉ đẹp nhá. Răng rất là đẹp luôn. Đấy. Ok, ngon lành các bác nhé. Răng này rất là chuẩn các bác nhé. Đây là nó theo thời gian nó chuyển màu đi thôi, còn răng rất là đẹp này, chứ không có mốc meo gì đâu ạ. Giá rất là đẹp, tay quay phun như mới, trong này rất là đẹp sạch sẽ. Chúng bác nào đang mua dòng máy TR3 này mà chê con này, thật sự ra thì nói với các bác là không còn kiếm con nào đẹp hơn nữa đâu ạ. Dám khẳng định đây là con máy đẹp nhất em đang có, TR3. Con này em vẫn bán giá 5,5 triệu nhé. Các bác nào mua được thì các bác alo. Con máy đẹp xuất sắc rồi. Giá 5,5 triệu chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Ship hàng toàn quốc, các bác sao mua đặt cọc trước 500 nhé. Xin chào các bác.